Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Vâng, câu hỏi em muốn hỏi chương trình là bây giờ em đang ở lính ạ. Em đang yêu một người như là con gái là gần 3 năm rồi. Vâng. Thế nhưng mà em đang chuẩn bị ra quân thì cô ấy gọi là đi lấy chồng á. Vâng. Là đi lấy chồng được mấy tháng, thỉnh thoảng lại vẫn gọi điện lại cho em. Kiểu như là hai muốn níu với người kia đấy ạ, lấy chồng đấy ạ. Thì em nghĩ rằng là đang hình như cô ấy đang muốn quay lại thì em không biết là xử lý thế nào. Em nhiều lần cũng nói rồi nhưng thì em không biết làm nào, em muốn tuyên truyền giải thích cho em ạ. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ giúp bạn ạ. Em ấy đã yêu nhau 3 năm xong rồi đột ngột cô đi lấy chồng đúng không? Vâng. Và cái cơn đau của mình nó cũng qua rồi, lúc ấy thì mình sốc lắm, buồn lắm, nhưng bây giờ thì nó cũng nguôi rồi và chấp nhận cái chuyện là người yêu đi lấy chồng. Nhưng mà gần đây thì cô lại cứ gọi lại và cô mới nói rằng là cuộc sống của cô ấy có những điều trục trặc bất hạnh đúng không? Cuộc sống của cô đấy là đang bảo là ở trong gia đình nhà đấy thì không được tốt và không được đấy. Ừ. Thế Vâng. này, có bao giờ cô hẹn gặp riêng em xong rồi khóc mếu rồi ôm chầm lấy em nói rằng là em vẫn yêu không? Tức là có một lần em gặp cô đấy Ừ. thì cô đấy cũng tâm sự và như đấy, nhưng em không, em chỉ là bây giờ cái đấy qua rồi thì em chỉ là coi như là một người bạn bình thường thôi ạ. Ừ. Thật ra Vâng. thế này, cũng không nên coi cô như một người bạn bình thường, bởi vì cô là một người con Vì gái là có chồng không, bởi vì mà. là đang cuộc sống của cô đấy đang có cuộc sống riêng rồi, em đang muốn đi tìm cuộc sống riêng mới của em, nên Ừ. là em không muốn quan hệ kiểu như là ngày xưa nữa, Ừ. nên là em không biết là giải thích cho cô đấy như thế nào để cho cô hiểu. Em muốn chương trình hãy cho em một lời khuyên ạ. Chỉ cần nói với cô rằng là tất cả đã muộn rồi, không có gì thay đổi được. Thôi thì nếu như em có quá buồn thì anh em mình nói chuyện qua điện thoại một chút. Thế còn cũng không nên gặp gỡ, không có những gì quá đáng, vì có thể là biết đâu tình ai lý gian, người chồng lại nghĩ rằng là vì cái mối quan hệ của chúng ta như này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của họ ấy. Và hai nữa là mình cũng chẳng bao giờ mình lại nghĩ đến chuyện là cô ấy lấy chồng xong bỏ người đó đi xong bây giờ lại quay lại bảo là yêu mình. Chắc em không bao giờ em nghĩ đến tình huống là lại nối lại xong rồi là đám cưới rồi lấy nhau đúng không? Vâng. Ừ, thôi, không có duyên với nhau thì chúng ta còn nhiều cái cửa khác, không thiếu gì những đối tượng để phù hợp và hạnh phúc hơn. Không có quá nể nang, thương xót quá đà để rồi có những cái hậu quả không hay. Thế còn thì mình chỉ cần nói là anh cũng đang rất là bận dịp này, đang chuẩn bị làm hồ sơ giấy tờ để chuẩn bị xuất ngũ và cuộc sống sau này cũng không biết thế nào. Nếu như khi nào anh về quê mà ổn định cuộc sống thì có thể là anh sẽ liên lạc với em. Thôi, bây giờ thì cuộc sống nó đã như thế, em đã lựa chọn cái con đường như vậy. Em hãy gắng cùng với lại chồng để mà ổn định cuộc sống gia đình. Đừng cho cô bất cứ một sự hy vọng nào, có thể cô còn trẻ, đặc biệt lại là phụ nữ. Đôi khi cũng cứ tưởng tượng viển vông, thế thì đừng để cho người ta những cái hy vọng nào đó rằng là bây giờ nói là rất yêu anh, biết đâu anh quay trở lại rồi anh tha thứ cho mình, thế là mình về mình bỏ chồng vân vân. Nhiều khi có những quyết định sai lầm thì mình cũng là người mắc lỗi. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Hy vọng